Thưa quý vị, ngày 4 tháng 7, Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức phiên họp thứ nhất cho ý kiến về chương trình công tác của Tiểu ban và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ 3 cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Hồ Thị Quang Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về việc phân công nhiệm vụ các thành viên tiểu ban dân sự thành lập tổ chức việc tiểu ban dân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh là trưởng tiểu ban, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy là tổ trưởng tổ chức việc của tiểu ban nhân sự. Tổ chức việc tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, chuẩn bị nội dung phục vụ cho chương trình công tác của tiểu ban nhân sự. Đối với kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ 3 cấp nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã thảo luận về việc chọn các đơn vị địa phương tổ chức đại hội điểm và chuẩn bị phương án nhân sự, bầu cử ở các đơn vị địa phương được chọn. Phát biểu kết luận phiên họp, bà Hồ Thị Quang Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị ban tổ chức tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến thảo luận, sớm kiện toàn nhân sự tổ chức việc tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12. Quyền Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị ban tổ chức tỉnh ủy hoàn thiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ 3 cấp, định hướng nhân sự theo các hướng dẫn của Trung ương và thống nhất chọn Đảng bộ thị trấn Mỏ Cày làm điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Đảng bộ huyện Mỏ Cày 5 làm điểm tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo, dự kiến tháng 5 năm 2025 sẽ tiến hành đại hội điểm.